Tối ngày 14 tháng 5, sau khi vừa kết thúc ngày thi đấu đầu tiên môn bơi lội, rất nhiều người hâm mộ đã xuống ngay sát khu vực chỗ ngồi dành cho vận động viên để tặng hoa và xin chữ ký kình ngư Supha Sanga Gorawong. Anh sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1m8, vẻ ngoài điển trai và được biết đến với danh xưng hot boy của tuyển bơi Thái Lan trong vài năm trở lại đây. Mọi người hay gọi anh là EST Supha. Tôi rất biết ơn vì mọi người đã ủng hộ tôi. Đây giống như lần đầu tiên được tập luyện thi đấu ở nước ngoài như thế này. Như những người hâm mộ ủng hộ và tôi không nói nên lời. Tôi rất biết ơn. Nam vận động viên xứ Chùa Vàng đã hết sức bất ngờ với sự yêu quý từ phía cổ động viên Việt Nam. Anh đáp trả lại bằng nụ cười thân thiện và ký tặng cho người hâm mộ của mình. Chúng em đều rất là yêu quý S từ rất lâu rồi ạ. Từ những năm 2020 ạ. Vâng ạ, bạn ấy đã từng đóng một cái bộ phim mà chúng em rất là thích. Vâng ạ. Và ngoài là đóng phim thì bạn ấy cũng là một cái vận động viên rất là chuyên nghiệp và rất là giỏi nữa ạ. Em rất vui vì đã được đến xem thi đấu ạ. Và được đứng gần thần tượng ở một khoảng cách gần như thế ạ. Tại SEA Games 31, Supha Sanga Gorawong cùng các đồng đội giành tấm huy chương đồng nội dung tiếp sức 4x100m nam. Tôi đã không mong đợi điều này bởi vì giành huy chương rất khó. Việc nhận được huy chương đã khiến tôi xúc động. Bên cạnh là vận động viên bơi lội của đội tuyển quốc gia Thái Lan, Supha Sanga Gorawong còn tham gia làm người mẫu và diễn xuất. Anh từng là người mẫu xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng như Elle Man Thái Lan, Lips Magazine, là người mẫu đại diện cho hãng Huawei. Đặc biệt, anh được biết đến nhiều hơn khi tham gia bộ phim Love by Chance 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.